Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn xem qua channel của mình thì các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Và channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới hoặc là những cái clip đang viral trên mạng. Nếu mà các bạn chưa xem qua những cái video trước đấy của mình thì xem xong video này thì hãy check qua nó nhé. Ok. Và hãy nhớ để lại cái nút subscribe của các bạn nữa. Tại vì từ lúc mà mình làm YouTube tới giờ thì rất là nhiều người xem chùa ở ngoài kia mà chưa bấm subscribe hoặc là bấm like gì cả. Thì đây là một lời nhắc nhở nhé, được xem chùa nữa và bấm nút subscribe đi. Tại vì tớ sẽ rất là biết ơn các bạn đấy. Ok, và tới phần intro nào. Let's go baby. Ok, thì như tựa đề của video ngày hôm nay thì thực ra là hôm nay là ngày thứ hai, là ngày đầu tuần luôn. Và tối nay mình có một tí xíu thời gian rảnh nên là mình muốn làm một cái video reaction gì đó cho các bạn. Thì thực ra thì mình đang nằm lướt TikTok thì ngày hôm qua rồi thì mình có thấy một cái clip ở trên TikTok là Hiếu thứ hai với lại anh Thái Sơn và Hurricane kiểu freestyle. Mày phía dưới của chỗ thức ăn này mày đòi ăn ai cứng nhưng đâu đá vì tao hăng hái. Giờ mấy em muốn thử hưởng sái tao không chăng gái. Hiếu thứ hai này như ô. Thì mình thấy nó, mình coi được vài giây thì mình thấy nó, cảm thấy nó rất là hay. Và sau đó ngày hôm nay là mình lại lướt, mình có thời gian rảnh mình lướt TikTok một lần nữa thì mình thấy là có rất là nhiều page cũng như là nhiều bạn share cái clip freestyle đó. Và mình quyết định lên mình lên YouTube mình search coi là như thế nào. Thì dành cho những cái bạn mà chưa biết thì anh Thái Sơn thì là một trong những cái beatboxer gọi là thế hệ đầu của cái Việt Nam mình luôn. Và đến thời điểm hiện tại thì anh Thái Sơn vẫn là beatbox và mình vẫn hay theo dõi anh Thái Sơn trên YouTube. Thì cái tập phát sóng này là một cái mình cũng không có xem qua những cái show gọi là gần đây của anh Thái Sơn nữa, nhưng mà mình cảm thấy là cái clip vừa rồi nó quá là đỉnh nên là mình quyết định là làm một cái reaction cho nó luôn. Và tại vì mình là một con người rất là thích freestyle, đó là cái lý do mình rất là yêu Viso. Và đây là cái mình không biết đây là cái show gì ha, nhưng mà mình thấy ở đây là ghi là Hitmaker số thứ nhất, có Hiếu thứ hai Hurricane từ Gớt Nang. Và nếu mà các bạn muốn xem qua cái, sau khi mà xem qua cái reaction này xong, nếu mà các bạn muốn xem full lại cái tập phát sóng này của trên cái channel của anh Thái Sơn Beatbox thì các bạn có thể click vào cái đường link mình có để dưới phần mô tả nhé. Ok, và chúng ta bấm vào video cho nào. And let's go baby. Ok, thì trước khi bấm play video thì thực ra thì cái video này nó tận ba mươi mấy phút lận, nhưng mà ở đây thì mình có thấy là có cái từ phút 16 là có một cái chơi remake beatbox nè, với lại phút 31 là có cái challenge trap loot. Ok, thì chắc là mình chỉ bấm hai cái này thôi, còn còn nguyên cái tập phát sóng thì các bạn có thể check vào cái đường link nhé, hoặc là các bạn search thì cũng được. Ok, thì trước khi bắt đầu video thì các bạn biết là mình nhắc nhở ấy chưa. Ok, thì trước khi mà bấm play video thì mình nhắc nhở các bạn cái việc uống nước nhé. Always stay hydrated. Mình là YouTuber gọi là duy nhất ở Việt Nam này gọi là luôn luôn nhắc nhở các bạn uống nước ở mọi video. Ok, tại vì uống nước rất là tốt, đừng uống nhiều quá, uống vừa đủ thôi. Ok, let's go baby. Let's go. Let's go. Thì hôm nay anh có một cái challenge đó là anh sẽ làm lại bài của tụi em. Nhưng mà nói thật là anh không nhớ. Anh Thái Sơn là một cái beatboxer mình rất là thích luôn, tại vì anh có cái mà cái máy gì mà kiểu làm cái âm thanh sau đó bấm record, sau đó cái âm thanh nó sẽ tự chơi lại và mình sẽ record cái âm thanh tiếp theo là nó sẽ làm thành một cái bài nhạc luôn. Cái đó gọi là, nó có một cái cụm từ dành cho nó mà mình quên mất tiêu rồi. Thôi ok, let's go. Thì các bạn nghe thì các bạn chắc là sẽ, các bạn sẽ biết nhớ chính xác nó đâu. Anh Vinh Phúc có sử dụng cái sản phẩm đó. Cái này nè các bạn. Ê
Đúng rồi, đúng rồi anh. Bài này là cái bài chơi của Hiếu thứ hai. Nếu mà các bạn có xem trước đấy rồi thì các bạn nghe cái khúc này các bạn biết rồi đúng không? Ok, let's go. Bass kìa. Ê. Ok, ok. Good night on the beat now. Ê, từ Đông Bê Đàm con chỉ quan lên từng cấp như là người của Sisayan vì trong hang oh shoot quên lời là sao nghe được không xa nhà ta phát từ trong loạn papa ratata thật mình là kẻ thù là Aladdin và Jaffa staying humble like an drip drama tài năng hiếm có được từ nhóm kết mà don cách cầm mic như bị nẹp vai có một sự thật hiểu thứ hai này đẹp trai cả anh là một người nông dân vì anh đào hoa luôn luôn bắt nắng ngay từ màu da. Âm nhạc là cái business phải thật nhanh chân quyết liệt hoàn thành cái wishlist rock LV superstar Burberry trong the gang và thật sao phải thật sao get nang yeah. Chơi bài này trong nhà để nó biến thành villa cho mấy gái mày nghe để nó biến thành diva chơi bài này trong pub rồi nó biến thành club ở trên màn tên là bao thúc trước khi biến thành shisha chơi bài này trong nhà để nó biến thành villa cho bạn gái mày nghe để nó biến thành diva chơi bài này trong pub rồi nó biến thành club ở trên bàn tên là bao thúc trước khi biến thành shisha make shit bang. Mình có cái reaction y chang Hurricane với là Hiếu thứ hai luôn kìa. Hai người đó đều u giống mình luôn. Holy shit. Hey, shout out to Thái Sơn Beatbox. 1, 2. Yeah. Damn. Nghe vui á. Cái thực ra thì cái tập phát sóng này nó tận 30 mấy phút lận. Thì những cái clip trên TikTok thì mình thấy được cái clip này với lại một clip nữa thôi. Thì mỗi cái clip mình xem được vài giây thôi mình và mình quyết định là mình làm cái reaction cho cái video này luôn. Thì như mình nói ở đầu video thì nếu mà các bạn muốn xem qua cái tập phát sóng này thật ra thì mình cũng không rõ là cái show này thì nói về cái gì nữa. Nhưng mà mình rất là thích anh Thái Sơn nên là nếu mà các bạn thực sự là thích cái video này thì các bạn có thể click vào cái đường link nhé. Thì đấy, các bạn thấy đó, cái tài năng của anh Thái Sơn thì chắc là không có thể chối bỏ được nữa rồi. Tại vì Thái Sơn như mình nói ban đầu là một trong những cái người đi đầu về beatbox ở Việt Nam mình luôn. Mình nhớ là hồi xưa là có anh Mr. A gì đó. Cái anh mà có đi thi Việt Nam Got Talent á. Thì từ đó mình rất là thích beatbox. Và mình cũng biết một vài cái như kiểu làm nè. Không biết các bạn nghe không nhưng mà cái đó là cái tiếng nước á. Mình rất thích cái tiếng đó luôn. Kiểu đỉnh vãi. Thì mình có học được lỗi, học lỏm được tí xíu. Thực ra thì mình cũng không có biết nhiều, mình chỉ biết mấy cái cơ bản thôi. Thì và đó là cái bài chơi được remake lại bởi anh Thái Sơn. Và các bạn thấy rồi đó, kiểu nó rất là đỉnh luôn. Và chắc là bây giờ chúng ta chuyển đến cái khúc cuối thôi. Tại vì những cái khúc giữa này là những cái talk show cũng như là những cái về cái chương trình này thì nó khá là dài. Ok. Hôm nay có rất là nhiều dòng nhạc. Yeah. Thì sau đây thì Sơn sẽ làm freestyle cho khách mời. Cũng là phải freestyle nhá. Yeah. Tức là tụi em chưa nghe cái beat này bao giờ. Anh sẽ đánh ngẫu nhiên. Và okay, đây là dòng nhạc mà tụi em phải chọn. Cho Hurricane chọn cái. Nhạc gì đây? Bolero. Cải lương. Trap flute. Ghê quá ta. Ok, trap flute tức là trap nhưng mà có sáo. Tiếng sáo, đúng rồi. Ok. Sau đây thì với flute cái chủ đề này thì anh có trap flute là một trong những cái bài mà mình thấy gọi là kiểu cái side beat là trap flute mà nổi tiếng nhất là cái bài gì của Future cái gì ta? Percocet, Molly Percocet. Bài đó tên gì quên mẹ ta. Bài đó tên gì ta? Bài đó trời tiện mình quên tên mất cái bài đó, xưa mình nghe nhiều lắm luôn á. Thôi dẹp đi, quên rồi. Mình nhớ rồi. Ok, let's go. Chuẩn bị một khách mời. Cũng là beatmaker bên anh sẽ chơi cái phần flute.
Ok, thì bây giờ thì em sẽ cho anh một câu flute nào mà ngầu 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 tí nha. Nghe lỏ vậy. Đừng giỡn mấy. Ngầu rồi, ngầu. Ngầu ngầu. Lại trap 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 flute. Ok ok. Thử xem. Ồ. Được nè, được nè. Được được được. Ok nha. Oh, let's go. Oh, ai ơi ai kìa. Let's go. Hey. Hey. Hey, let's go. Oh, con biết kìa. This is banger, yeah. Man! Let's yeah. go! Okay. Hiểu riêng anh này là mày căng tay. Anh nồng hồn và nói ngọng tạo ra punchline. Tay khói đen và đèn bốc cháy giống như là sunray. Combo lăng lái, phong thái khẳng khái. Mày phía dưới của chuỗi thức ăn này mày đòi ăn ai. Cứng nhưng đầu đá vì tao hăng hái. Giờ mấy em muốn thử hướng sái, tao không chăng gái. Hiểu riêng anh này như ô tô, em tập like b-bo. Gọi em là cao bồ di ho. Giờ chuyện đồ cách nang là mấy cây vì mày lúa. Còn nếu mày là đinh, tao là búa. Trendsetter tên là Vu và phong thái ngang như là cú đứng kết tao chơi lên cao vót. Nhẹ tao đập giống như kính chim bởi vì mày biết đã bao hot. Trăng hoa trăng gỗ với anh trăng sáng. Băng qua tầm tối mày trắng răng ngang. Trăng tờ răng lối để anh tăng ngán. Trăng nuôi con biết để chờ ngày đăng quang. Hey, hey, let's go, go. Hey. Hurricane, let me see, let me see. Hey. Boy, boy, boy. Hey, con biết căng quá. Là góc quen, có thể xuất phát chậm như là Mustang. Nhưng vị trí cuối cùng sẽ là cái top one. Khi tao đi gỡ KNG đến từ đất Nam Châu. Để fit với gớt nang, thêm echo để mà phát tiếng tao vang. Không gian nắng như khi lang bạc, tao dạng âm nhạc để mà nước da tao nó pha vàng. Và đôi chân của tao sẽ bước trên cái thảm đỏ, nhẹ nhàng như là thảm cỏ. Mặt trời làm tao ánh như là sao đánh đèn sân. Không có mỗi tao là vì sao cho một đám nhỏ. Nghiện rap như là nghiện cocaine. Âm nhạc từ trong trang, những người bạn nghe nhạc trở thành fan cho đến như các vô danh nghe các tao chỉ từng quen flow chảy cái trong ven chi ho hey chi what is up, let's go. Let's go man, damn. Cái reaction đầu tiên của mình khi mà mình nghe cái này trên TikTok là như vậy luôn á, là kiểu mình nghe chỉ 3 giây đầu tiên thôi là mình tát, mình nghĩ là ok, thôi thôi phải ngừng, phải làm reaction thôi. Damn, holy shit, freestyle đó các bạn. Damn, wow, con beat căng quá. Wow, qua cái video này thì các bạn có thể thấy được hai cái trường phái của freestyle ha. Thì cái verse của thứ hai mình nghĩ là cái verse này là đã viết rồi, thì chỉ freestyle lại trên cái con beat này thôi. Còn mình nghĩ là cái verse của Hurricane á, thì mình nghĩ là có một tí xíu là viết rồi trước, nhưng mà những cái khúc sau là hình như là freestyle luôn, là kiểu sẽ ứng biến với con beat luôn. Thì đối với mình ha, mình như mình nói ở đầu video, mình rất là thích freestyle, nhưng mà mình thích cái thể loại freestyle là tự nghĩ trên cái con beat hơn là những cái gọi là viết trước đó. Tại vì ở trong hip hop cũng như là rap game thì có rất là nhiều người kiểu viết có những cái bài demo chẳng hạn, hoặc là những cái bài mà sắp tới ra mắt, thì họ sẽ lấy những cái đó để họ freestyle trên con beat, một cái con beat ngẫu nhiên nào đó luôn. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy được ở trên hip thứ hai, thì một trong những cái ví dụ điển hình cho cái việc mà nghĩ ra cái gì và ứng biến trên cái con beat đó luôn, mình nghĩ ở Việt Nam tốt nhất là các bạn sẽ có thể thấy được ở Viso. Đối với mình, Viso là một trong những cái người mà freestyler gọi là đỉnh nhất ở Việt Nam của chúng ta ở thời điểm hiện tại luôn. Tại vì Viso biết cách melody kiểu rất là ngẫu nhiên, gọi là fast flow rất là ngẫu nhiên, và nói chung là đối với mình Viso là một con quái vật luôn á, nói về freestyle. Thì đấy, thì qua được cái, thực ra thì cái kiến thức của mình về hip hop thì mình cũng biết cũng không có nhiều lắm, chỉ là một tí xíu thôi.
mình biết cái gì thì mình chia sẻ với các bạn, còn mình không biết gì thì mình nói là mình không biết luôn. Ok, thì chắc là mình sẽ nghe lại cái này thôi. Holy shit, căng quá. Damn, chết rồi. Mình nghĩ là các bạn nên xem qua cái tập này đi để ủng hộ cho anh Thái Sơn. Ok, let's go. Let's go. Không biết kìa. AOA. Let's go. Let's go. Giờ thử nha. Let's go. Hey. Yeah. Hey. Hey. Okay. Hiểu riêng hay là mày căng tay. Anh ông thôn và nói ngọng tạo ra phăng lai. Tên khói đen và đèn bốc cháy giống như là sun ray. Combo lăng lái phong thái khẳng khái. Mày phía dưới của chuỗi thức ăn này mày đòi ăn ai. Cứng nhưng đầu đá vì tao hăng hái. Giờ mấy em muốn thử hướng sái tao không chăng gái. Hiểu thứ hai này như ô tô em tập lai like b-bo. Gọi em là cao bồ di ho. Gia đình ông kinh nang là mấy cây vì mày lúa. Còn nếu mày là đinh tao là đem. Công nhận cái giọng của Hiểu thứ hai nghe sang quá ha. Nghe rất là sang luôn, nghe giống như là mấy cái rapper kiểu giàu. Nghe là kiểu biết là kiểu chất chơi người dơi kiểu giàu giàu á. Ok, bốc cháy giống như là sun ray. Combo lăng lái phong thái khẳng khái. Mày phía dưới của chuỗi thức ăn này mày đòi ăn ai. Cứng nhưng đầu đá vì tao hăng hái. Giờ mấy em muốn thử hướng sái tao không chăng gái. Hiểu thứ hai này như ô tô em tập like b-bo. Gọi em là cao bồ di ho. Gia đình ông kết nang là mấy cây vì mày lúa. Còn nếu mày là đinh tao là búa. Club trendsetter tao là vua. Và phong thái ngang nhiên là cua được kết tao chơi lên cao vót. Nhà tao đập giống như cánh chim bởi vì mày biết đã bao hot. Trăng hoa trăng gỗ dưới ánh trăng sáng. Băng qua tầm tối mày trắng răng ngang. Trăng tờ răng lối để anh tăng ngán. Trăng nuôi con biết để chờ ngày đăng quang. Là xuất phát chậm như là Mustang. Nhưng vị trí cuối cùng sẽ là cái top one. Khi tao đi gỡ KNG đến từ đất Nam Châu. Để fit với gớt nàng hey. Thêm echo để mà phát tiếng tao vang. Không gian nắng như khi lan bạc. Tao giang âm nhạc để mà nước da tao nó pha vàng. Và đôi chân của tao sẽ bước trên cái thảm đỏ. Nhẹ nhàng như là thảm cỏ. Mặt trời làm tao ánh như là sao. Đánh đèn sân không có mỗi tao là vì sao. Trong một đám nhỏ nghiện rap như là nghiện cocaine. Âm nhạc từ trong trang. Từ những người bạn nghe nhạc trở thành fan. Rồi đến như cái vô danh nghe cả tao chỉ từng quen. Flow chảy cả trong van. Thái Sơn kìa. Hiếu thứ hai, the fuck man. Hiếu thứ hai. Nhìn Hiếu thứ hai kìa. Nâng nâng nâng. Let's go man, let's go. Wow, mình phải để lại một like thôi. Holy shit. Cái video này chỉ mới có 8.700 view thôi. Và mình không biết tại sao là cái review nó khá là thấp ha. Và cái này được release vào lúc ngày 18 tháng 6. Hôm nay là ngày 20 rồi. Ok. Yeah. Thì đó là cái reaction của mình cho cái freestyle này. Thực ra thì mình là một cái người cực kỳ thích freestyle luôn. Mình khá là bị hype bởi những cái mà kiểu nó ngẫu nhiên, kiểu nó randomly á. Thì thì nhìn mình thì khá là hype ha. Thì thì sorry là do cái năng lượng của mình nó gọi là như thế nào nhỉ? Mình khá là nhiều năng lượng, mình là một người khá là nhiều năng lượng. Và cái một trong những cái lý do cũng như là cái mục đích mình làm cái kênh YouTube này ra là để lan tỏa cái năng lượng tích cực của mình sang cho các bạn. Thì nếu mà các bạn xem qua cái video reaction này thì các bạn cảm thấy là ok, cái năng lượng của mình nó nhiều quá và các bạn thấy không hợp thì thôi chứ sao giờ. Nhưng mà mình cũng đâu có giúp ích được gì đâu. Ví dụ mà các bạn góp ý thì chắc là mình cũng không thay đổi được đâu. Các bạn hiểu không? Tại vì mình đang vui mà. Đúng không? Ok. Ok, đồ đấy thì đấy là cái reaction của mình cho cái video này. Thì như mình nói ở đầu video, nếu mà các bạn muốn check qua cái video này hoặc là muốn ủng hộ cho anh Thái Sơn, Hiếu thứ hai, Hurricane thì các bạn có thể click vào cái đường link mình có để dưới phần mô tả nhé. Và ok, và tới đây thôi. Bây giờ là 7:35 rồi, chắc là bây giờ mình sẽ đi ăn tối thôi. Ok, khá là đói và mình vừa mới xong việc. Và mình mong là mình đã đem lại một cái năng lượng tích cực dành cho các bạn. Và chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ nhé. Ok, và như nói đầu video, đang có rất là nhiều người chưa subscribe và coi chùa kênh mình nhé. Thì
Nếu mà các bạn thương mình thì các bạn nhớ subscribe đi nha, mình năn nỉ nha. Ok, vì đó sẽ là cái động lực của mình để mình làm thêm nhiều video hơn. Ok, yeah, và chắc là đến đây thôi. Ok, và như mọi khi mình chúc các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ, và hãy nhắc nhở những người xung quanh của chúng ta uống nước nhé, và hãy lan tỏa cái năng lượng tích cực của mình sang cho những người xung quanh nữa. Đến đây thôi, and như mọi khi, peace and I'm out. Bye guys, let's go.